Rồi, xin chào cả nhà. Trước mặt ống kính của mình đó là Mỹ Kim. Đó, thì Mỹ Kim hôm nay chịu khó ra ngoài đường chơi rồi. Đó, và đàn cuốn mình thì dần dần nó có cái máy ổn định rồi. Đó, sẽ mình làm hết sắt luôn, mình làm hết vật tư luôn, mình làm cho tụi nó có một cái mái nhà thật là vững chắc. Đó, chứ rồi mình tháo này luôn cả nhà nè, coi gió là gió lay cái này rung lên nè. Đó, mình phải lấy cái cây sắt mình chổi, mình chống, mình lum la, mình tháo ra, mình làm cột lại, kéo biển mưa lại, và cái vạt trước là mình để cho nó sáng luôn, để đằng cuốn nó thấy thẳng lên đằng trước. Lưu thì nằm trên, ngồi trên sạp, còn cậu béo vàng thì đang nhai thức ăn viên. Mình hay đổ thêm thức ăn, dạng như ăn rồi mình vẫn đổ nó, đứa nào thích nó đói nó ăn. Nói rồi, còn bây giờ gạo thì hết rồi, rồi cứ mai đi mua. Còn thức ăn là mua hàng ngày, chứ để trong cái tủ không được. Tụi nó ăn là số lượng lớn mà bỏ vô tủ không được, cái tủ mình có chút xíu à. Mỹ Kim ra. Đó, Mỹ Kim mà đang vô cái chuồng tạm của hai bé Bóp và bé Nâu. Mỹ Kim ra con, ra chơi nè. Đó, còn chuồng này là chuồng của bé Mỹ Kim nè. Còn Bóp với Nâu thì đang đi thấm thính địa hình, còn dàn Kem và mẹ Mật thì đang ngồi theo dõi hai đứa mới. Kiếm đi. Lát mình chở Mỹ Kim chắc đi làm miếng bổ dưỡng vô cho cơ thể nó ôm, nó tròn lại cái, chứ giờ ôm quá. Để vậy, hiểu Bóp. Bóp giỏi, Bóp ngoan, Bóp ngoan. Bóp ở đây nè, Bóp. Đứa này nó đang cong cái đuôi là nó đang sợ cả nhà. Bé Nâu nó đang sợ. Còn đó các bạn thấy không nè, đồ nghề sầu ben rồi nè, giá rồi đó, mình đồ nghề mình đi bứng cây. Hai đứa này nó mới nó đi thăm thính rồi, đi kiếm đường nó ra. Đúng rồi, rồi em. Mỹ Kim ra chơi đó. Hello. Đéo cài. Làm gì đứng đó một mình à? Đó, còn nãy giờ mình đang kiểm tra lồng lá của dàn kem. Hello. Nên trước làm chi vậy? Đang nhớ lại những cái ngày mà đi buổi đời. Hết ra ngoài đường hả? Cái gì? Rồi. Hai thành viên mới đi kiếm đường thoát thân hay gì cả nhà ơi. Đi vòng nó giờ nó kiếm hoài luôn. Còn cô bé Mỹ Kim thì theo mình. Còn bé Nâu với thằng Bóp nó kiếm đường thoát thân, nó đi kiếm vòng nãy giờ. Nhắm ra được không? Nhắm ra được lo cuộc sống cho mình nói không mà dám đòi đi về. Nãy giờ đòi về cả nhà ơi. Nó ruồn hết chỗ này chứ kia, nó đi vòng. Thấy mình cái này đang cái đuôi đang thẳng, thấy mình nó cong đuôi xuống liền. Thì cho thằng cuốn chơi với nhau. Đó, Mỹ Kim thì đi vòng. Thôi xin chào, chúc cả nhà vui vẻ. Thì bây giờ mình đi rước con, rồi mình chở Mỹ Kim đi cắm định kỳ. Thôi xin chào. Giờ tối rồi, xin dừng video tại đây. Bây giờ 4:30 rồi cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Thì cả nhà xem nhớ chia sẻ video và bấm cho mình một like nha cả nhà, để kênh mình phát triển, kiếm chút đỉnh nuôi đàn cuốn. Nói chung là chăm sóc mấy đứa này là không phải là ăn uống đâu, mà còn chữa trị đủ thứ nữa. Phải đi hoài mới khỏe được, mà không phải một đứa, thằng Hà luôn, một bầy luôn. Mà chuẩn bị mình đi rước nhỏ nè.